Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tổng hợp của mình Thì ở video hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái mạch điện rất là hay Nó ứng dụng rất là nhiều trong thực tế Nó là mạch điều khiển con động cơ 3 pha chạy thuận hay chạy ngược Để kéo một cơ cấu máy đi từ A sang B và từ B sang A Với một yêu cầu như sau Tại điểm A chúng ta sẽ đặt một công tác hành trình LN1 Tại điểm B đặt công tác hành trình LN2 Để giới hạn hành trình chuyển động của cơ cấu máy khi chúng ta ấn nút on thì động cơ sẽ quay thuận để kéo cơ cấu máy đi từ điểm A về điểm B. Khi mà cơ cấu máy đi về đến điểm B chạm vào công tắc hành trình lái 2 thì động cơ của chúng ta sẽ dừng hoạt động. Cơ cấu máy của chúng ta sẽ đứng tại điểm B sau một khoảng thời gian mà chúng ta cài đặt. Sau cái khoảng thời gian cài đặt thì động cơ của chúng ta sẽ tự động quay theo chiều ngược lại để kéo cơ cấu máy chạy từ điểm B về đến điểm A khi mà cơ cấu máy của chúng ta về đến điểm A chạm vào công tắc hành trình LN1 thì động cơ của chúng ta sẽ dừng đồng thời hệ thống của chúng ta sẽ dừng hoạt động khi mà muốn vận hành lại hệ thống thì chúng ta bắt buộc lại tiếp tục phải ấn một ấn nút on đó là nguyên lý hoạt động của cái mạch này thì cái mạch này ứng dụng rất là cao mình gặp rất nhiều trong cái nhà máy sản xuất bao bì hoặc là các công ty may nó dùng để điều khiển cái hệ thống cắt sản phẩm các bạn cắt bao bì hoặc là cắt vải thì đây là cái mạch điện mình vừa mới thiết kế xong này. Các bạn quan sát về phía mạch động lực thì nó rất là quen thuộc với các bạn rồi. Nó là cái mạch đảo chiều động cơ. Atomat Q1 để cấp nguồn cho mạch. Công tiếp điểm động lực của công tắc tơ KT và KN kết hợp với rơi le nhiệt để cấp điện cũng như bảo vệ con động cơ 3 pha chạy thuận hay chạy ngược để kéo cơ mà câu máy của chúng ta chạy từ A sang B hoặc từ B sang A. Tại điểm ở đây chúng ta sử dụng hai công tác hành trình LN1 đặt tại điểm A và LN2 đặt tại điểm B để giới hạn hành trình chuyển động của cơ cấu máy. Thì tùy theo khổ vải hoặc là khổ bao bì chúng ta sẽ chỉnh cái hai công tắc làm sao cho nó phù hợp. Về phía mạch điều khiển thì chúng ta sẽ sử dụng một nút ấn stop để khi mà cơ cấu máy của chúng ta đang chuyển động mà gặp một sự cố nào đó thì muốn dừng lại thì chúng ta sẽ ấn vào nút stop. Chúng ta sẽ sử dụng một nút ấn on để khởi động hệ thống. Ở đây chúng ta sử dụng thêm hai con rơ le trung gian R1 và R2. Hai công tắc tơ KT và KN để cấp điện cho động cơ chạy thuận và chạy ngược. Chúng ta sử dụng thêm một con rơ le thời gian TS2 để cài đặt cái thời gian mà cơ cấu máy của chúng ta sẽ dừng tại điểm B. Thì ở đây mình đang đặt là 5 giây thì khi mà cơ cấu máy của chúng ta chuyển động từ A sang B chạm vào công tắc hành trình l 2 thì nó dừng tại điểm B sau trong khoảng thời gian là 5 giây. Đây là tiếp điểm của các công tắc hành trình l 1 và l 2 Tiếp điểm thường mở đóng chậm của dơ le thời gian. Tiếp điểm thường đóng của dơ le nhiệt để bảo vệ chân 9596. Đó là toàn bộ các khí cụ điện sử dụng trong cái mạch này. Thì bây giờ mình sẽ vừa chạy mô phỏng, vừa nêu nguyên lý hoạt động cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng automatic Q1 để cấp nguồn cho mạch. Giả sử cơ cấu máy của chúng ta đang ở điểm A thì công tắc hành trình lớn 1 sẽ đang tác động. Đó, các bạn quan sát nó sẽ chuyển sang màu đỏ này. Tiếp điểm thường đóng của nó sẽ mở ra, tiếp điểm thường mở của nó sẽ đóng lại. Lúc này khi ta ấn nút on thì rơ le trung gian R1 sẽ được cấp điện. Tiếp điểm của nó sẽ đóng lại để cấp nguồn cho mạch điều khiển lúc này tiếp điểm của nó sẽ lại mở ra luôn bởi vì con tiếp điểm ln 1 sẽ đóng lại cấp điện cho relay r2 nên là cuộn hút relay r1 sẽ bị mất điện lúc này mạch điều khiển của chúng ta sẽ được duy trì nguồn điện bởi tiếp điểm duy trì của công tác cơ kt động cơ quay thuận kéo cơ cấu máy của chúng ta đi từ a sang b lúc này nó sẽ thoát khỏi công tác hành trình ln 1 nên là relay r2 sẽ bị mất điện rơ le trung gian R1 sẽ lại được cấp điện trở lại tiếp điểm của nó lại đóng lại để duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển trong cái trường hợp mà khi cơ cấu máy đã chuyển về đến điểm B công tác hành trình L2 tác động thì tiếp điểm của nó sẽ đảo trạng thái tiếp điểm thường mở đóng mở ra ngắt điện của công tác tơ KT tiếp điểm duy trì của KT mở ra lúc này mạch điều khiển của chúng ta sẽ lấy điện từ tiếp điểm duy trì của dơ trung gian R1 động cơ của chúng ta sẽ dừng hoạt động tiếp điểm thường mở của ls 2 đóng lại cấp điện cho dơ le thời gian t 2 đến thời gian cơ cấu máy của chúng ta sẽ dừng tại điểm b sau 5 giây thời gian cài đặt trên dơ le thời gian t 2 thì tiếp điểm thường mở đóng chậm của dơ le thời gian t 2 chỗ này sẽ đóng lại này các bạn này. các bạn quan sát nhé đó sau 5 giây thì tiếp điểm của nó sẽ đóng lại cấp điện cho quận hút công tác tơ kn đó. Động cơ của chúng ta sẽ quay ngược kéo cơ cấu máy đi từ B sang A. Lúc này tiếp điểm của LS2 sẽ trở về trạng thái ban đầu. Tiếp điểm thường mở sẽ mở ra ngắt điện của dơ le thời gian TS2 nên là tiếp điểm của TH2 sẽ mở ra luôn. Lúc này tiếp điểm duy trì của KN đã đóng lại nên là cuộn hút của KN vẫn được cấp điện, động cơ vẫn quay ngược kéo cơ cấu máy đi từ B về đến A đó là mục đích mà chúng ta cần sử dụng cái tiếp điểm duy trì của các công tắc tư và khi mà cơ cấu máy của chúng ta về đến điểm A chạm một công tác hành trình ls 1 thì tiếp điểm thường đóng của ls 1 sẽ mở ra ngắt điện của KN động cơ dừng hoạt động đồng thời tiếp điểm thường mở của ls 1 sẽ đóng lại cấp điện cho rr R2 tiếp điểm của R2 mở ra ngắt điện của Relay trung gian R1 làm cho tiếp điểm của R1 mở ra ngắt điện của mạch điều khiển hệ thống của chúng ta sẽ dừng hoạt động và khi muốn hoạt động trở lại hệ thống thì chúng ta phải ấn nút on một lần nữa. Đó các bạn quan sát khi ấn nút on thì động cơ của chúng ta sẽ quay thuận chiều kim đồng hồ. Kéo cơ cấu máy của chúng ta chạy từ A sang B. Khi mà nó thoát khỏi công tác hành trình là S1 thì rơ le trung gian R1 sẽ được cấp điện trở lại. Rơ le trung gian R2 sẽ bị ngắt điện. khi cơ cấu máy của chúng ta về đến điểm B thì nó sẽ chạm vào công tác hành trình LS2 lúc này công tác hành trình LS2 sẽ tác động tiếp điểm của công tác hành trình LS2 sẽ đảo trạng thái tiếp điểm thường đóng của LS2 sẽ mở ra ngắt điện của công tắc tơ KT động cơ dừng hoạt động tiếp điểm thường mở của LS2 đóng lại cấp điện cho dơ le thời gian T2 đếm thời gian thì các bạn có thể thay đổi cái thời gian trên T2 để thay đổi cái thời gian trễ để cho cơ cấu máy dừng tại điểm B. Sau cái khoảng thời gian mà cài đặt trên dơ le thời gian T2 ấy, thì động cơ của chúng ta sẽ tự động quay theo chiều ngược lại. Đây, các bạn quan sát này. Đó, động cơ của chúng ta sẽ tự động quay theo chiều ngược lại bây giờ nó sẽ quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để kéo cơ cấu máy của chúng ta đi từ điểm B về đến điểm A khi mà nó thoát khỏi công tác hành trình L2 thì đồng thời lúc đó dơ le thời gian T2 cũng bị ngắt điện nên là tiếp điểm của nó sẽ mở ra lúc này cuộn hút của KN sẽ được duy trì nguồn điện bởi cái tiếp điểm duy trì của KN để động cơ tiếp tục quay ngược kéo cơ cấu máy đi về đến điểm A khi mà cơ cấu máy của chúng ta đi về đến điểm A thì nó sẽ chạm vào công tắc hành trình LN1 Tiếp điểm của LN1 sẽ đảo trạng thái Tiếp điểm thường đóng, mở ra, ngắt điện của KN Tiếp điểm thường mở, LN1 đóng lại, cấp điện cho rơ le trung gian R2 Tiếp điểm thường đóng của R2, mở ra, ngắt điện của rơ le trung gian R1 Tiếp điểm của R1, mở ra, ngắt điện của mạch điều khiển Hệ thống của chúng ta sẽ dừng hoạt động Đó. Và khi muốn hệ thống hoạt động trở lại thì chúng ta lại phải tiếp tục ấn nút ON và khi mà có sự cố nào đó thì chúng ta phải muốn dừng máy khẩn cấp thì chúng ta sẽ ấn vào nút stop. Thì đó là nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video mà cần bổ sung những gì cho mạch hoàn thiện hơn thì để lại